Rất cảm ơn giáo sư Châu và ban tổ chức và xin chào buổi tối. Vì lúc này bên Pháp là giờ còn hơi sớm nên vẫn chưa là buổi sáng. Thì cũng như là quý vị đại biểu biết rằng là cái đại dịch COVID-19 đã bắt đầu từ rất là nhiều tháng nay. Và ngày hôm nay thì rõ ràng là bên Pháp đang có một cái đợt sóng thứ nhì. Cái đợt sóng thứ nhì này nó đang lên đến cao. Cái bài báo cáo ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được chia ra làm 3 phần. Phần đầu rất là ngắn sẽ nói về dịch tễ. Sau đó phần thứ nhì sẽ dài hơn một tí, sẽ nói về sinh học phân tử để giúp chúng ta hiểu vì sao con SARS-CoV-2, cái con virus gây ra bệnh nhiễm trùng COVID-19 có khả năng xâm nhập và tiêu hủy các tế bào của ký chủ. Và sau cùng tôi sẽ kết luận về số cái thông tin mới nhất về sinh lý bệnh, nhất là sinh lý bệnh gây ra cơn suy hô hấp cấp tính. Nói về dịch tễ học đó thì thực ra ngày hôm nay chúng ta ai cũng có thể lên trên Internet và trong cái website của John Hopkins, và chúng ta sẽ thấy những cái thông tin như vậy, là đây là số người bị nhiễm trên thế giới và ở đây là số người bị tử vong. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là số người bị nhiễm đã có được gần 62 triệu người, trong khi đó số người tử vong thì là có lên đến gần 1 triệu, lên đến gần 1,5 triệu. Số quốc gia trên thế giới mà bị nhiễm thì cũng rất là đông, tại vì chúng ta thấy rằng là ở đây có 191 quốc gia đã có cái sự hiện diện của con virus SARS-CoV-2. Nói về một tí xíu về cái cơ nguyên mà lây lan từ thú qua người, thì ngày hôm nay chúng ta thấy cũng rất là rõ là thực ra con virus SARS-CoV-2, và chúng ta không thấy ở đây nó là cái con virus thuộc dòng coronavirus thứ 7 đã xâm nhập từ thú qua người. Trong số 7 con virus này thì chúng ta có 3 con virus là con SARS-CoV gây ra bệnh SARS vào những năm đầu thập niên 2000, 2002 và 2003 chính xác hơn. Và cái con MERS gây ra bệnh nhiễm cũng do một loại coronavirus hiện diện rất đông ở các xứ Trung Đông của địa cầu. Rồi, nếu mà nói về sinh học phân tử đó thì chúng ta cũng có thể bắt đầu cái cuộc nói chuyện bằng những cái tấm hình như vậy. Thì chúng ta đều đồng ý rằng là cái tấm hình như vậy nó rất là phức tạp, và bởi vì thế nên tôi xin phép và xin đề nghị với các anh chị là chúng ta hãy bắt đầu bằng cái câu chuyện bằng những cái phương cách mà nó nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ lấy cái ví dụ đơn giản rằng là cái con virus là một kẻ trộm, và kẻ trộm đó muốn xâm nhập vào tế bào của chúng ta, thì chúng ta hãy xem những cái tế bào của chúng ta như là những cái căn nhà khang trang. Và đối với tất cả những cái căn nhà khang trang thì nó có một cánh cửa. Và nếu ta là con virus kẻ trộm thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là làm sao tìm ra được những cái chìa khóa để mà nó thích hợp với lại cái ô khóa này, mong rằng là cái chìa khóa đó có khả năng đưa vào cái ổ khóa và từ đó mở cánh cửa ra cho phép kẻ trộm vào để mà ăn trộm ăn cướp vào trong cái căn nhà đó. Trở về với thực tại thì chúng ta thấy rằng là con coronavirus nó có cái hình thù như vậy. Nó là một cái tế bào. Tế bào đó giống như tất cả những cái tế bào khác, nó gồm có một cái màng tế bào. Bên trong của cái màng tế bào đó là phân tử sợi đơn RNA, chính là cái bộ gen của con virus, cần con virus phải bảo vệ một cách rất là rõ ràng, rất là kỹ càng. Song song với đó thì trên cái màng tế bào này sẽ cắm một số những cái protein không nhiều,
nhưng mà cũng đủ để mà chúng ta quan tâm đến. Và trong những cái protein ở đó, đặc biệt có cái loại protein gọi là protein gai, mà chúng ta thấy ở đây. Protein gai tiếng Anh gọi là spike glycoprotein, viết tắt là S protein. Chỉ trong cái chữ glycoprotein đó, nó có một cái chức năng rất là đặc biệt và cho phép chúng ta quan tâm tới. Mà tại sao tôi lại nói nhiều về cái glycoprotein spike này? Tại vì chính nó sẽ là cái chìa khóa giúp cho con SARS-CoV-2, có nghĩa là tên của con virus gây ra bệnh COVID-19, có khả năng đi vào trong tế bào của chúng ta. Nói một cách khác là chúng ta đã tìm ra được cái chìa khóa rồi. Thế thì cái ổ khóa trên cái màng tế bào của chúng ta là trong cái rủi của cái may vào những năm 2002-2004 thì có cái bệnh dịch SARS mà tất cả mọi người vẫn còn nhớ. Thì bệnh SARS đó nó cũng do một con coronavirus, và con coronavirus SARS rất giống con coronavirus của COVID-19. Và con coronavirus SARS dùng một thụ thể ở trên màng của các tế bào chúng ta. Thụ thể đó gọi là thụ thể ACE2, nói tắt và nói gọn đây là S2. Thì rất là sớm vào những cái năm đầu, những cái ngày đầu của tháng 3 vào năm 2020, các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới đã nhận diện rằng anh thụ thể S2 của SARS-CoV-1 cũng sẽ là anh thụ thể của SARS-CoV-2. Nói một cách khác, đây chính là cái chìa khóa mà SARS-CoV-2 có thể, với cái tư thế đây chính là cái ổ khóa mà SARS-CoV-2 có thể với cái tư thế chìa khóa của nó đút vào để mà từ đó có thể thâm nhập vào trong các tế bào của chúng ta. Nhìn cách khác mà nhìn một cách có vẻ không phải là khoa học mà là về văn nghệ hơn, thì chúng ta có thể vẽ một cái màng tế bào ký chủ, có nghĩa là những cái tế bào của chúng ta với cái thụ thể S2 này có rất nhiều trên màng. Và ở đây là những cái con virus, chúng ta có 4 con đang từ từ hay hoặc là đã kết nối với lại cái thụ thể. Và từ cái sự kết nối này, đó sẽ là giai đoạn đầu tiên để mà giúp cho con virus đi vào trong cái tế bào của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là đã nhận định được rõ cái chìa khóa là cái gì, là cái protein gai. Cái ổ khóa là cái gì, là cái thụ thể S2. Thế thì một khi mà anh chìa khóa gặp anh ổ khóa, thì liệu con virus đã có đủ điều kiện để mà thâm nhập vào tế bào của ký chủ chưa? Thì chúng ta sẽ xem tiếp theo đây hai giai đoạn nữa để mà cắt nghĩa cho chúng ta và để trả lời cho chúng ta cái câu hỏi đó. Thứ nhất là thụ thể đã gặp kháng nguyên ở đây là protein gai, thụ thể là S2. Sau đó muốn cho con virus này đi vào trong tế bào chúng ta ở đây, dưới này là cái màng tế bào của người bệnh nhân, thì có một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải làm được, đó là làm sao kéo gần lại được cái con virus với lại cái màng, với lại cái màng của cái tế bào của chúng ta, gần đến cái mức độ rằng là hai cái màng, màng của con virus và màng tế bào của chúng ta nó sát nhập lại với nhau và nó đi đến cái hiện tượng gọi là hòa màng. Sau khi mà nó hòa màng rồi đó, thì lúc đó cái con virus mới có khả năng phóng thích chuỗi RNA để mà đưa chuỗi RNA này vào trong cơ thể của chúng ta. Thì giữa cái giai đoạn 1 và giai đoạn 3 có một số những cái điều kiện mà con virus nó phải đạt được. Mà nếu nó không đạt được đó, thì lúc đó con virus nó chỉ nằm ở bên ngoài chứ nó không có cái khả năng xâm nhập vào trong tế bào của chúng ta. Giống như là khi mà các bạn đã tìm được một cái chìa khóa đút vào cái ổ khóa, nhưng mà thực ra cái chìa khóa đó không phải là cái chìa khóa đúng, nó chỉ đút vào được thôi, nhưng mà nó không có khả năng để mà đút sâu vào để mà bắn cái ổ khóa, sau đó mở ra cánh cửa. Thì cái trạng thái đó nó không khác gì cái trạng thái ở cái tình thế số 1. Muốn đi từ tình thế số 1 đến tình thế số 3 thì cái chìa khóa này nó phải có cái khả năng nó đi sâu hơn nữa, nó vặn đi một tí, thì lúc đó con virus mới có khả năng thâm nhập vào tế bào của ký chủ.
Thì ở đây thì chúng ta cần phải nhìn rõ cái cơ chế của cái chìa khóa spike protein hay là protein gai. Nhìn rõ hơn thì chúng ta thấy rằng là spike protein nó giống như là một cái cây nấm rơm, và thực ra nó giống như cây nấm rơm lộn ngược, với lại cái đầu nấm ở phía dưới và với cái thân nấm cắm vào cái màng của con virus SARS-CoV-2. Ở đây cái cây nấm này nó thuộc cái thể chất glycoprotein, có nghĩa là nó có cái chất đường, và cũng như chúng ta biết cái chất đường nó luôn luôn nó là cái chất chất rất là nhét, rất có dễ bám vào tất cả những thứ khác. Thí dụ như là chúng ta sáng nay uống cà phê mà cà phê có đường, nhỡ mà có tí đường trên tay thì chúng ta cảm thấy tay của chúng ta sẽ rất là poisseux, có nghĩa là rất là dễ bám vào tất cả những cái vật khác. Thì chính là cái chất glycoprotein này sẽ giúp cho cái con virus SARS-CoV-2 bám vào màng tế bào của bệnh nhân rất là dễ. Nhưng mà chỉ bám vào thôi chứ không có đi vào trong cái tế bào của bệnh nhân. Muốn làm được cái việc đi vào trong các tế bào của bệnh nhân, bây giờ chúng ta phải quan tâm đến cái vùng này. Với S2 là cái thủ thể, nhưng bên cạnh S2 có hai cái chất men, một gọi là fibrin, hai gọi là TMPRSS2, là transmembrane protease serine subtype 2. Hai chất men này thực ra có khả năng đốn hoặc là chặt đi cái tiểu đơn vị thứ nhất, có nghĩa là cái đầu của cái nấm. Để làm gì? Để mà có khả năng phóng thích ra một số những cái peptide hòa bạn. Thì nếu mà chúng ta đã lấy cái thí dụ cái bao tay này, cái găng tay này, thì lúc đó tôi xin lấy thêm cái thí dụ là một khi cái găng tay này nó đến, nó giúp cho cái con virus bám vào màng tế bào của chúng ta, thì lúc đó cái đầu của cái bàn tay đã được đeo găng phải bị cắt đi, để mà từ đó sẽ lộ ra những cái ngón tay. Thực ra đây không phải là những ngón tay nanh vuốt, nhưng mà các anh các chị cứ nghĩ đây là những cái ngón tay nanh vuốt giống như là những cái peptide hòa màng này, và từ đó những cái ngón tay này giống như cái peptide hòa màng này nó cắm sâu vào trong cái màng của cái tế bào ký chủ, và từ đó sẽ kéo cái con virus Nói như vậy tới thì gần sao cái hơn mảng nữa, này là tới gần đến cái mức độ rằng là xin giới thiệu nhé, hai cái màng của hai xin cái anh giới thiệu cho tế bào virus thì và tế bào của bệnh nhân nó sẽ hòa tan với nhau để mà giúp cho con virus có thể phóng thích cái RNA đi vào trong tế bào của người bệnh nhân, lây lan, và từ đó sẽ tổng hợp ra được một con virus mới, và con virus mới này nó sẽ lây nhiễm không những tế bào này, nhưng mà nó có thể nó nhân lên gấp trăm gấp nghìn lần, rồi sau đó nó giết cái tế bào này, nó sẽ được phóng thích ra, rồi nó sẽ lây lan qua những tế bào khác. Đó là cái giai đoạn đầu mà về cái kiến thức mà sinh học phân tử mà tôi muốn chia sẻ cùng với lại quý vị đại biểu. Cái kiến thức thứ nhì đó là một khi mà cái con virus ở đây nó đã có cái khả năng mà đến gần với lại cái tế bào của ký chủ, phóng thích cái chuỗi RNA của con virus vào trong tế bào của ký chủ, thì nó sẽ dĩ nhiên nó sẽ dùng tất cả những cái gì mà nó có thể của tế bào ký chủ làm những cái công cụ để mà nó có thể nó sao cái bộ gen của nó ra, và từ sao gen ra thì nó có thể nó giải mã cái bộ gen đó biến thành những cái chuỗi protein. Nhưng mà thực ra con virus này nó chỉ có thể biến thành những cái chuỗi protein rất là dài, và những cái chuỗi protein này rất là dài này nó cần phải có đi qua một cái giai đoạn thứ nhì. Cái giai đoạn đó là dùng cái chất men gọi là men protease, và cái chất men protease ở đây đó nó cũng giống như là một cái kéo, nó sẽ cắt cái protein dài rất là dài này ra thành những cái protein bé hơn, và những cái protein bé hơn thì nó sẽ được thể hiện như là những cái protein như vậy. Thì ở đây cũng vậy, tôi xin lấy một cái thí dụ khác nôm na để mà cho chúng ta hiểu rõ hơn. Chúng ta biết rất là rõ là các trẻ em rất thích chơi cái trò chơi xây cất nhà cửa, như cái trò chơi ở bên Pháp này thì nó gọi là Lego, có thể là bên Việt Nam có những cái trò chơi khác đứng tương tự. Thì đây là những cái chất protein nhỏ bé, nó vừa đủ để mà một khi ráp nối lại thì những cái miếng gạch bé này hoặc những cái chất protein bé này nó có thể nó cất thành ra một cái, hoặc là một cái nhà, hoặc là một cái chiếc xe hơi, hoặc là một cái cầu, vân vân và vân vân. Thì
cái này để mà nói rằng là cái nhà ở đây là một cái protein chức năng chỉ có thể được tổng hợp sau khi mà cái protein rất là dài này đã được cắt ra từng miếng nhỏ, để những cái miếng protein nhỏ này nó kết hợp lại, nó trở thành cái nhà này. Và cái nhà ở đây đó, trong cái trường hợp của con virus SARS-CoV-2 đó, nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nó có cái tên là RNA dependent RNA polymerase, gọi tắt là RDRP. Cái RDRP này thực ra nó là một cái chất men để mà nó giúp cho những cái chuỗi RNA đơn dòng có thể được sao chép lại gấp 10, gấp trăm, gấp nghìn lần. Đây chính là một cái polymerase, có nghĩa là một chất men để mà nó có thể nó nhân cái số RNA của con virus. Và từ đó chúng ta có từ một con virus xâm nhập vào tế bào của ký chủ. Tế bào này sẽ có khả năng tổng hợp ra 100, 1.000, 10.000 con virus khác. Nói một cách khác là cái chất men RDRP này có chúng ta có thể ví von nó như là một cái máy photocopy, sao từ một cái bản tin ra 100, 1.000 cái bản tin khác. Nói đến đây thì các anh các chị đã hiểu rõ cái ý của tôi, là nếu mà chúng ta muốn ngăn ngừa cái sự mà bành trướng và sinh sôi nảy nở con virus ở trong cơ thể hoặc là trong cái tế bào của bệnh nhân, thì chúng ta có hai cách. Hoặc là chúng ta ức chế cái chất men protease, chính là cái kéo, không cho cái men protease này, có nghĩa là không cho cái kéo này cắt ra cái chuỗi protein rất là dài lúc đầu thành những cái protein đơn vị nhỏ. Nếu chúng ta không làm được việc đó thì chúng ta cũng có thể ức chế cái máy photocopy, có nghĩa là cái RDRP này. Và nếu mà chúng ta ức chế cái RDRP này thì lúc đó các RNA của con virus cũng sẽ không có khả năng để mà được sao đi lên 100, 1.000 hoặc là 10.000 con. Và cái chất mà ức chế đó có cái tên là remdesivir. Thì remdesivir ngày hôm nay đã được các quốc gia bên Âu Châu và bên Âu Mỹ chấp nhận cho bán để mà chữa trị những cái bệnh mà COVID mà nặng nhất. Và hình như là Tổng thống Hoa Kỳ trong cái thời gian ông ta bị bệnh cũng đã dùng cái thuốc này. Nói đến cái giai đoạn này thì nếu mà chúng ta nhớ rõ về cái cơ chế phân tử thì có một điều mà các anh các chị có thể có một giải thuyết mà chúng ta có thể đưa ra. Cái giải thuyết đó nó là như vậy, nó là tất cả mọi chuyện đã bắt đầu từ cái sự có mặt của cái thụ thể S2 này. Phải có thụ thể S2 thì con virus này nó mới xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Và tí nữa chúng ta sẽ thấy rằng là cái thụ thể S2 này nó sẽ hiện diện một cách rất là nhiều, rất là đông trên màng tế bào của đường hô hấp. Bởi vì thế nên chúng ta lây bệnh này qua đường hô hấp, nhưng mà nó hoàn toàn nó không có ở trên da. Bởi vì thế nên con virus SARS-CoV-2 nó không có thể nào nó lây qua da cả. Vậy thì tại sao chúng ta lại không nghĩ đến cái việc ức chế cái men S2, giống như là khi xưa chúng ta nói rằng là chúng ta có một căn nhà có một cái ổ khóa, thì bây giờ chúng ta sẽ làm căn nhà với những cánh cửa mà không có ổ khóa. Nếu không có ổ khóa thì không có tài nào mà cái anh trộm có cái chìa khóa, tìm được cái ổ khóa để mà đi vào anh trộm trong nhà của chúng ta. Thì S2 ở đây, như các chị thấy, thì có hai cái thông tin nó khiến cho chúng ta không có thể áp dụng cái chiến lược đó được. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất đó là bây giờ nếu mà nói về S2 thì chúng ta phải nói về S1. Và nếu mà nói về S1 thì chúng ta phải nói về cái hệ thống renin-angiotensin. Thực ra S2 nó cũng nằm trong cái hệ thống renin-angiotensin. S2 cái hệ thống renin-angiotensin là đã được khám phá ra từ những năm đầu của từ những năm cuối của thế kỷ thứ 19, 1898 là năm khám phá ra hệ thống renin. Sau đó đến những cái năm cuối của thế kỷ thứ 20, có nghĩa là vào những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, thì tất cả những người như chúng tôi lúc đó cũng đã là bắt đầu là sinh viên y khoa, đã học được từ các thầy thế nào là angiotensin, thế nào là chất men để mà chuyển hóa angiotensin 1 thành angiotensin 2, và cái sự mà tác hại của angiotensin 2 nó như thế nào.
Tại vì chúng ta biết rằng là angiotensin 2 là một cái chất gây ra cái sự co thắt rất là nặng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái chất S2 nó giống như chất S1 nhưng mà nó làm ngược lại với cái chất S1. S1 sẽ chuyển hóa angiotensin 1 thành angiotensin 2 và sẽ gây ra những cái bệnh như là co thắt mạch máu, khiến cho áp huyết lên cao. Ngoài ra, angiotensin 2 còn gây ra sự tăng sinh, sự tăng sơ hóa, tăng viêm, stress oxy hóa, chết theo chân trượt, vân vân. Trong khi đó, men S2, ở đây chúng ta gọi là men, nhưng thực ra đối với lại con virus nó là cái thụ thể, thì chúng ta có thể gọi là cái thụ thể men S2, nó sẽ biến angiotensin 2 thành ra một cái anh khác ôn hòa hơn, chúng ta gọi là angiotensin 1,7. Và cái hậu quả của cái sự này, cái sự biến hóa này sẽ cho chúng ta có được một cái angiotensin 1,7 với là những cái chức năng mà hoàn toàn đi ngược lại với là những cái hậu quả của angiotensin 2. Nói một cách khác, angiotensin 1,7 sẽ kết nối với lại một thụ thể gọi là thụ thể MAS, và từ đó sẽ có những hiện tượng chống viêm, chống tăng sinh, chống sơ hóa, chống chết theo chương trình và làm giãn mạch. Thành ra nếu mà chúng ta làm ức chế cái S2 thì một cách vô hình chung chúng ta sẽ gây ra hiện tượng viêm, sẽ gây ra tăng sinh, sẽ gây ra co thắt mạch máu, và như thế thì chúng ta sẽ gây ra rất là nhiều những cái tác dụng phụ với một cái chất dược học mà nó chống lại cái nó khắc phục S2. Bởi vì thế nên tôi mới vẽ ra cái hình âm dương thái cực như vậy. S1 và S2 cả hai đều giống nhau nhưng mà thực ra có những cái chức năng mà đối chọi với nhau là hoàn toàn. Tuy nhiên cả hai nó cũng nằm trong một cái hệ thống, đó là cái hệ thống renin-angiotensin. Nhưng mà để nói một cách tóm gọn lại, chúng ta không thể nào khắc chế S2 để mà ngăn ngừa cái virus. Thêm nữa, S2 không những hiện diện ở trong cái hệ hô hấp của chúng ta nhưng mà S2 còn hiện diện trong tất cả những cái bộ phận khác như là đường ruột, như là hệ tim mạch, như là hệ nội thần kinh. Thành ra nếu mà chúng ta ức chế hệ sai thì cái hậu quả của nó đối với sức khỏe con người nó sẽ rất là quan trọng. Thì trong khi chờ đợi chúng ta tìm cách khác, thì ngày hôm nay chúng ta cũng không phải là hoàn toàn là không có một cái vũ khí nào để mà chống lại cái con virus SARS-CoV-2. Chúng ta có thể ức chế serine và TMPRSS2, có nghĩa là không cho con virus này đi sâu vào trong tế bào, mặc dầu chúng ta vẫn cho nó có thể bám vào ở ngoài cái màng của tế bào. Một khi mà con virus đã đi vào trong tế bào thì lúc đó chúng ta cũng có thể ức chế cái kéo lúc nãy là cái men protease, hoặc là ức chế cái máy làm photocopy lúc nãy là cái RNA dependent RNA polymerase. Thì tất cả những cái cơ chế này ngày hôm nay đã có những cái phân tử dược học, có nghĩa là những cái thuốc đang được thử nghiệm để xem coi có công hiệu nơi người bệnh nhân hay không. Sau cùng là tôi xin nói một vài điều về phần sinh lý bệnh học. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu rõ về cái cơ chế phân tử để mà giúp cho con virus SARS-CoV-2 có thể thâm nhập vào trong tế bào của một người bệnh nhân đương nhiễm. Nói về sinh lý bệnh học thì công việc thì nó vừa đơn giản nhưng mà nó cũng có một cái phức tạp. Cái sự đơn giản của nó là như vậy, là cái thụ thể S2 mà chúng ta đã thấy lúc nãy, thực ra nó có trên rất là nhiều tế bào của đường hô hấp, bắt đầu từ cái tế bào của vùng mũi, tế bào biểu mô lông chuyển từ vùng mũi, tế bào hình dài, tế bào lung chuyển, ở tất cả ở đây thì có rất là nhiều cái thụ thể S2. Và ở đây các anh các chị thấy những cái vòng tròn này, cái vòng tròn nó càng to bao nhiêu đó thì có nghĩa rằng là cái sự thụ thể, cái nồng độ cái thụ thể đó nó càng lớn. Nhưng mà rất là may, nếu mà chúng ta đi từ phía trên đi xuống và đi sâu vào cái vùng của phế nang thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở dưới các tế bào của phế nang tuy rằng là có thụ thể S2 nhưng mà cái số thụ thể S2 ở vùng dưới nó sẽ rất là ít so với cái số thụ thể S2 ở vùng trên. Như là chúng ta thấy ở đây nồng độ men S2 nó sẽ rất là đông ở vùng này nhưng mà nó sẽ rất là ít ở đây. Bởi vì thế nên cái nguy cơ mà nhiễm khuẩn của
con người của chúng ta nó cũng vậy. Nói một cách khác đó là một khi mình đã nhiễm con virus COVID-2 rồi thì gần như là ai cũng sẽ có những cái triệu chứng về cái đường thở phía trên, sổ mũi, chảy mũi, mất khứu giác, vân vân. Chỉ có một số ít bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng của sự nhiễm trùng của cái vùng phổi phía dưới như là viêm phổi, và đôi khi có thể biến ra cái suy hô hấp cấp. Thì ở đây cái câu hỏi được đặt ra là bởi vì sao có một số bệnh nhân lại có cái khả năng đưa cái con virus đi từ vùng trên đi xuống cái vùng dưới này để mà gây ra cái viêm phổi, và tại làm sao mà trong một số bệnh nhân, những cái người bệnh nhân viêm phổi đó có một số bị viêm nhẹ và còn một số khác thì bị viêm nặng, thậm chí đưa đến cái tình trạng là suy hô hấp cấp tính, mà tiếng Anh gọi là ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Thì tôi xin đưa ra một vài cái giải thuyết mà ngày hôm nay được khoa học công nhận là những cái giải thuyết mà có cơ sở để chia sẻ cùng với các anh chị để mà cắt nghĩa cái câu hỏi hay cái câu hỏi vừa qua. Chúng ta đều biết rằng là một người bệnh nhân mà bị lây nhiễm bởi con virus SARS-CoV-2 sẽ bị nguy cơ đến tính mạng khi mà người bệnh nhân đó bị hội chứng ARDS. Và hội chứng ARDS đó nó đi cùng với lại một cái tình thể mà người ta gọi là cái cơn bão cytokine storm. Cái cơn bão cytokine storm đó, thì cách đây khoảng chừng 3-4 tháng người ta biết rằng là nó có, nhưng mà người ta vẫn không hiểu cái cơ chế tại sao. Thì cách đây 3-4 tuần có một loạt những cái bài nghiên cứu, trong đó có bài nghiên cứu của một nhóm đồng nghiệp của Bệnh viện Cochard tại Pháp đưa ra cái giải thuyết rằng là bởi vì những cái người bệnh nhân, một số rất ít những người bệnh nhân không còn cái khả năng kích hoạt cái hệ thống interferon tiếp 1 này, bởi vì thế nên những cái người bệnh nhân đó mới có cái cơ nguy để mà bị cái bệnh ARDS. Thì tôi xin rất nhanh đi qua cái slide này. Đây là cái lá phổi với lại cái sự thâm nhập của con SARS-CoV-2. Chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp bên phía tay trái là cái trường hợp của những người tuy bị nhiễm nhưng rồi sẽ bị cơn bệnh rất là nhẹ. Trong khi đó trường hợp bên phía tay phải là những người cũng nhiễm cùng với cái nồng độ của con virus đó nhưng mà sẽ đưa ra một cái bệnh COVID nặng và có thể đi đến cái sự suy hô hấp cấp tính, rối loạn chức năng đa cơ quan, tử vong. Thì nói một cái nôm na đó thì cái câu trả lời nó rất là đơn giản. Bên phía trái là những cái người bệnh nhân đã có được một cái hệ thống interferon tiếp 1. Interferon tiếp 1 đó là những cái interferon thuộc loại alpha, beta, delta và epsilon. Interferon gamma không thuộc cái interferon tiếp 1 này. Interferon tiếp 1 này có cái chức năng kiểm soát và loại trừ virus, cùng lúc có cái chức năng để mà kiểm soát viêm, khiến cho cái viêm này nó vẫn nằm trong cái nồng độ mà tương đối chấp nhận được. Trong khi đó, nếu mà chúng ta mất đi cái chức năng của cái interferon tiếp 1 này đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái khả năng để mà kiểm soát con virus, mất đi cái khả năng để mà kiểm soát viêm, khiến cho viêm sẽ trở thành cái viêm cấp tính, và từ đó sẽ có cơn bão cytokine. Và cái cơn bão cytokine lúc đó, và chúng ta sẽ thấy trong hai cái slide sau, nó sẽ như là một cái ngọn lửa nó bùng nổ ở phía phế nang của chúng ta và nó sẽ gây ra cái hội chứng suy hô hấp cấp tính, rối loạn chức năng đa cơ quan và nơi một số rất đông bệnh nhân đưa đến tử vong. Cái số bệnh nhân tử vong bị suy hô hấp cấp tính ngày hôm nay đó, ở bên Pháp được tính là 50%. Đó là con số rất là cao. Cho dù rằng là những bệnh nhân đó đã được đưa vào những cái đơn vị và những cái bệnh viện mà coi như là đứng hàng đầu về cái phương cách chữa trị của ARDS. Thì cái tấm hình này thì có lẽ là quý vị đại biểu cũng đã quen thuộc rồi. Đây là một phế nang hiện đang có cơn bão cytokine. Có rất là nhiều loại cytokine đã được phóng thích hoặc là đã được tổng hợp ra, và những cái hậu quả của những cái cytokine này nó sẽ khiến cho cái hàng rào chức năng này đáng nhẽ nó phải giữ cho tất cả mọi việc còn nguyên vẹn, thì bây giờ hàng rào đã bị phá sập, khiến cho chúng ta có cái hiện tượng thoát mạch, đông máu,
Và tất cả những cái thứ này nó là hậu quả của một cái sự phản ứng viêm mà quá độ, cái mà chúng ta gọi là cái cơn bão cytokine. Thì ngoài cái việc mà thoát mạch ra đó, thì đây là một vài cái giải thuyết để mà cắt nghĩa tại sao cái quá trình thoát mạch nó lại trầm trọng đến cái mức là như vậy. Có một điều mà chúng ta không nên quên đó, là một khi mà con virus SARS-CoV-2 này thâm nhập vào trong một cái tế bào của ký chủ, thì cùng một lúc con virus SARS-CoV-2 đã trước đó đã gắn kết với lại cái thụ thể về cái chất men S2. Và lúc nãy chúng ta nhớ rằng là cái chất men S2 chính là cái chất men khiến cho cái viêm nó được giảm đi, khiến cho các mạch máu nó sẽ được giãn ra, và nó sẽ cũng có cái khả năng để mà nó chống lại cái sự đông máu. Bây giờ S2 không còn nữa, thành ra những cái con đường mà có thể gọi là những con đường ác độc nó sẽ được khởi phát, như là con đường kallikrein bradykinin, nó sẽ làm tăng trương lực mạch. Những cái bạch cầu đơn nhân ở đây nó cũng sẽ tổng hợp ra một số những cái chất cytokine như là TNF-alpha, interleukin-beta, làm mất các liên kết giữa các tế bào nội mạc. Và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy cái khoảng hở giữa hai cái tế bào này nó sẽ tăng lên, và bởi vì thế nên cái sự thoát mạch nó sẽ càng dễ dàng, nó càng xảy ra nữa. Còn về cái cơ chế khởi phát đông máu cũng như thế, bởi vì ở đây cái khoảng hở nó tăng ra, thành ra cái màng đáy nó sẽ được biểu lộ. Cùng một lúc những cái chất như chất P-selectin hoặc là yếu tố von Willebrand hoặc là fibrinogen, đó là những cái yếu tố nó có cái khả năng nó kích hoạt những cái tiểu cầu, khiến cho những tiểu cầu được sản xuất càng ngày càng nhiều, kết nối lại với nhau, và từ đó sẽ gây ra cái hiện tượng mà chúng ta gọi là hội chứng đông máu động mạch lan tỏa. Đó là một cái hiện tượng rất là khó xử lý so với lại các bác sĩ chuyên môn về ngành cấp cứu. Thì để tạm kết luận, thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay cái con virus SARS-CoV-2 này nó xuất hiện năm 2019, nhưng mà thực ra trước đó đã có 6 con virus khác thuộc dòng coronavirus, thêm với con virus SARS-CoV-2 là 7 con. Thì những cái con virus này thực sự nó đã bắt đầu nó lây lan từ thú qua người, có nghĩa là đã từ lâu lắm rồi. Cái con virus đầu tiên đó là con virus ASCoV-NL63 đã được phát hiện vào những năm của thế kỷ thứ 13, và gần đây nhất là hai con virus SARS-CoV và con virus MERS-CoV. Thì rõ ràng là cái sự mà sống chung và đôi khi cũng chết chung nữa và giữa con coronavirus và con người đã có bắt đầu từ lâu. Và đối với các con virus SARS-CoV-2 thì thấy rõ ràng nó là một cái vấn đề đi rất là nhanh, và nó khiến cho cả thế giới quan tâm rất là nhiều. Đây, tối hôm qua tôi đã tò mò tìm xem những cái bài báo nghiên cứu đăng đăng trong các tạp chí quốc tế trên cái website PubMed, thì thấy rằng là cái bài đầu tiên viết về coronavirus đăng năm 1949, lúc đó chỉ có một bài. Đến đầu thế kỷ thứ 21, có nghĩa là từ năm 2000 trở đi, thì hàng năm vẫn có một số bài đăng về coronavirus, nhưng mà những cái số bài đó nó dưới 1000, dưới 900. Từ đầu năm 2000 cho đến bây giờ đã có hơn 55.000 bài báo cáo về cái COVID-19 và SARS-CoV-2. Và nếu mà chúng ta lấy một cái thí dụ đơn thuần của những cái tờ báo mà chúng tôi làm việc, đó là cái tờ báo của Hội Hô hấp Âu Châu, thì đây là những thống kê của tất cả những cái bài báo được gửi đến bốn tờ báo ERJ, ER Clinical Research, European Respiratory Review và Breathe. Thì là chúng ta thấy rằng là vào năm 2019, số lượng bài báo được gửi đến đăng từ từ nó sẽ tăng trong năm, và đến cuối năm thì nó có khoảng chừng 3.000 bài gửi đến. Năm 2020, có nghĩa là năm nay, thì các anh các chị thấy rằng là đến tháng 10, tháng 11, cái này là thống kê vào tháng 9, tháng 10, thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng bài báo được gửi đăng tăng gấp đôi. Cái này nó cũng chứng tỏ rằng là cái ngành khoa học rất là quan tâm đến cái vấn đề này, nên các khoa học gia làm nghiên cứu và gửi bài báo. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có một cái hiện tượng khác nó cũng rất là thú vị, là chúng ta nói rằng là nếu mà cái sự tăng này là do những cái bài của coronavirus thì nó cũng không hoàn toàn nó đúng, tại vì nếu chúng ta loại những cái bài chuyên về coronavirus thì chúng ta sẽ thấy cái đường mà màu đen này, có nghĩa là số bài gửi tới cho các tạp chí năm nay nó vẫn tăng so với năm ngoái.
làm như là trước một cái đe dọa đại dịch, đe dọa toàn cầu, thì những người mà chiến sĩ mà đứng hàng đầu chính là những cái nhà khoa học gia, chính là những người bác sĩ chúng ta đang quan tâm tới và cùng một lúc chữa trị cho bệnh nhân, thì cũng tìm cách để mà biết rõ hơn về những cái bệnh lý và những cái cách xử lý để mà chữa trị được cái bệnh này. Kết luận thì ngày hôm nay chúng ta có thể nói được gì? Chúng ta có thể nói được rằng là cái sự lây lan của con virus SARS-CoV-2 qua con người nó tùy vào ba cái mức độ. Mức độ đầu tiên là cái nồng độ vi khuẩn. Dĩ nhiên là nếu mà vi khuẩn càng nhiều thì cái sự lây nhiễm nó sẽ càng mạnh càng mạnh. Cái mức độ thứ nhì đó là cái nguy cơ nhiễm khuẩn. Cái nguy cơ nhiễm khuẩn này nó tùy vào từng mỗi người chúng ta. Có những người sẽ có những cái S2 rất là đông, rất là nhiều. Cộng thêm đó, không những cái S2 đông mà hai cái chất furin và cái chất TMPPS2 là hai cái chất men mà khiến cho cái S2 nó sẽ được kích hoạt và nó giúp cho cái con tế bào nó thâm nhập vào trong các tế bào của chúng ta, nó cũng sẽ rất là đông. Cái đó nó tùy vào cơ địa của từng người một. Và cái điều kiện thứ ba là cái phản ứng viêm, có nghĩa rằng là có một số người có cái hệ interferon type 1 mạnh, vì thế nên họ có thể kiểm soát được cái viêm. Một số người khác thì ngược lại không kiểm soát được viêm, đưa ra cơn bão viêm và những cái hội chứng suy hô hấp cấp tính như mà chúng ta thấy. Thì chúng ta có thể làm gì? Đối với nồng độ vi khuẩn thì phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, rửa tay. Đối với nguy cơ nhiễm khuẩn thì chúng ta ngày hôm nay đã có một số các thuốc để mà tránh cho cái sự mà sinh sôi nảy nở của con virus nó được lan rộng trong cái cơ thể của chúng ta. Và đối với cái phản ứng viêm thì ngày hôm nay đang có một số những cái nghiên cứu mà chúng tôi thấy rằng là cực kỳ lý thú, tại vì từ những cái nghiên cứu đó sẽ nhận định ra rất là rõ cho chúng ta biết rằng là ai sẽ là những cái người mà có nguy cơ nếu mà bị nhiễm con virus SARS-CoV-2 của COVID-19, có nguy cơ sẽ có những cái bệnh nặng. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng là người già thì dễ bị bệnh nặng hơn là người trẻ. Những người có suy như là suy hô hấp, suy tim, suy thận hoặc là bị đái tháo đường sẽ có khả năng bị nhiễm nặng hơn. Nhưng mà không phải tất cả người già nào bị nhiễm rồi cũng sẽ tử vong. Không phải tất cả những người nào bị đái tháo đường bị nhiễm rồi cũng sẽ bị tử vong. Bởi vì thế nên ngày hôm nay cái sự mà nghiên cứu để mà nói rõ những cái yếu tố nguy cơ đến từ bệnh nhân một nó rất là quan trọng, bởi vì tại vì đó chúng ta có thể tìm những cái người đó để mà che chở cho những người đó, hoặc là khi có thuốc chích ngừa thì tiêm chủng cho những cái người bệnh nhân đó ưu tiên để mà tránh cho họ bị nhiễm trùng. Tại vì nhiễm trùng rồi đó thì cái cơ nguy để mà bị bệnh COVID nặng và cái cơ nguy bị tử vong sẽ lên rất là cao. Đến đây thì chắc là cũng đã hơi quá giờ, thành ra tôi xin phép được ngừng ở đây và xin cảm ơn cái sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Vâng, xin